Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đến với kênh Sức khỏe đời sống HDT3. Hy vọng rằng với những video của kênh Sức khỏe đời sống HDT3 sẽ đem lại những hữu ích cho quý cô bác anh chị và các bạn trong cuộc sống cũng như trong sức khỏe. Chúc quý cô bác anh chị và các bạn xem video vui vẻ. Mẹo chữa mất ngủ ngay tại nhà, giúp đặt lưng xuống là ngủ ngay. Xin chào các bạn. Kênh Sức khỏe đời sống HDT3 hôm nay xin chia sẻ đến quý vị và các bạn bài thuốc chữa mất ngủ cực kỳ hiệu quả từ cây lá bỏng này. Cây lá bỏng hay còn gọi là cây sống đời, mọi người có thể tìm cây này rất là dễ. Bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn cái cách. Và cây lá bỏng này thì chúng ta sẽ kết hợp với lại muối, một chút muối thôi ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nha. Đầu tiên chúng ta hãy cắt lá bỏng ra, lấy phần lá và phần ngọn, phần non, phần cận già chúng ta bỏ đi. Cho lá bỏng vào ngâm nước muối loãng 20 phút, sau đó đem ra thái. Sau đó các bạn hãy thái nó ra, thái nhỏ ra. Tiếp đến các bạn hãy cho chỗ lá bỏng vừa thái hay còn là cây sống đời vào máy xay. Tiếp đến các bạn hãy cho khoảng 200ml nước, là nước đun sôi rồi, để nguội. Sau đó thì chúng ta hãy cho một chút muối vừa đủ để uống, không cho quá nhiều tránh quá mặn không uống được. Bây giờ thì chúng ta xay nó lên. Bây giờ chúng ta sẽ như vậy là được. Bây giờ chúng ta sẽ cần một cái bát và một cái lọc như thế này. Các bạn hãy đổ cốc nước vào đây. Tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng một cái xìa. Các bạn hãy miết. Để phần nước của lá được chảy ra hết. Chúng ta sẽ miết như vậy. Như vậy là chúng ta đã có chỗ nước để chữa bệnh mất ngủ rất là tuyệt vời. Sau đây xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Chúng ta hãy chắt nước ra một cái cốc như thế này. Các bạn hãy sử dụng sáng một cốc, chiều một cốc như thế này, bảo đảm rằng việc mất ngủ của các bạn sẽ được chữa khỏi hoàn toàn. Các bạn sẽ chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay với ngày 2 cốc nước từ cây lá bỏng như thế này. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công. Video của chúng tôi đến đây là hết. Nếu quý cô bác anh chị và các bạn cảm thấy video hay, ý nghĩa, hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Comment ý kiến của quý cô bác anh chị và các bạn ở phía dưới video. Nhớ đăng ký và dí chuông bên cạnh để đón chờ những video mới nhất, hay nhất từ ban biên tập chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.